Thảo xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network TV. Chào Dr. Vi Hồ, chào Amy. Dạ, Tường Vi xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài. Chào cô Thảo và chào cô Amy. Amy xin kính chào quý khán giả của Đài. Và một lần nữa Thảo xin cảm ơn quý khán thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Lối Sống Lành Mạnh của PBSS chúng tôi hàng tháng. Và ngày hôm nay, theo như mỗi hàng tháng là Dr. Vi Hồ cũng lên chương trình chia sẻ về thông tin sức khỏe cho quý đồng hương được biết. Đặc biệt ngày hôm nay bác sĩ nói về dấu hiệu và triệu chứng của ung thư vú là gì. Thì xin bác sĩ cũng cho biết là cái ung thư vú là gì để mà mình biết được cái dấu hiệu của ung thư vú đó, bị bệnh đó, ung thư đó bác sĩ. Dạ. Thưa chào cô Trish và kính thưa quý vị khán giả của Đài, thì chúng ta cũng đã biết rằng là cái bệnh ung thư là một cái chứng bệnh mà rất là, ngày xưa mình nói nôm na là nan y đó, nhưng mà hiện tại với lại có nhiều cái chương trình để mà tìm kiếm ung thư sớm, thành cái bệnh này bây giờ cũng có thể coi như là không phải là nan y nữa. Nhưng mà trong cái phụ nữ chúng ta, nhất là người phụ nữ người Việt Nam mình ở đây, thì vấn đề ung thư, nhất là ung thư vú, đã trở thành một cái vấn đề mà ai cũng khắc khoải và ai cũng muốn tìm hiểu nó như thế nào để có thể mình, nếu mà được thì mình phòng ngừa, nếu mà mình phòng ngừa không được có thể mình tìm kiếm sớm. Thì nói nôm na là cái bệnh ung thư vú là một cái bệnh trong cái ngực của mình á, cái nhũ hoa hay là cái vú của mình á, nó có một cái những cái khối u. Mà cái những cái khối u đó phần lớn đó là nó không phải là ung thư, nhưng mà nếu mà chẳng may cũng có một số khối u đó có trở thành ung thư. Thì trong cái tỷ lệ cho chúng ta thấy là tất cả những người phụ nữ ở trên Mỹ này thì thông thường khoảng một hàng năm là có gần 190.000 người phụ nữ sẽ bị ung thư vú, và hàng năm có thể khoảng chừng 40.000 người hay là 40.000 người có thể sẽ bị chết về cái bệnh ung thư này. Thì cái thống kê cho biết và những cái khám phá nghiên cứu về khoa học cho thấy á, là cái bệnh ung thư vú này có thể là cái trên đường đi xuống, tại vì chúng ta có những cái kỹ nghệ hay là cho có những cái việc mà có thể tìm kiếm cái ung thư sớm hơn. Trong riêng cho người phụ nữ Việt Nam chúng ta thì cái bệnh ung thư vú này là một trong những cái bệnh mà nó gây tử vong nhiều nhất cho phụ nữ chúng mình. Thì như cô Amy với lại Trish á, là trong năm nay là Vi đã mất hai người bạn rất là thân thiết mà cho cái chứng bệnh về cái ung thư ngực vú của mình. Và những cái người bạn này mà hiện thời cho thấy á, mà cho biết á, là phần lớn những người phụ nữ người miệt Việt của mình á, thì cái bệnh ung thư vú mà một khi mà tìm kiếm sớm á, tìm kiếm thì cái tuổi mà bị ung thư này rất là còn trẻ, thông thường là chừng 50 tuổi trở lên thì chúng ta có những cái thì chừng 50 tuổi trở lên thì chúng ta những người phụ nữ có những cái nguy cơ để bị ung thư vú. Nhưng mà hiện thời cho người phụ nữ Việt Nam mình á, thì khi những cuộc nghiên cứu cho thấy là khoảng chừng 40 tuổi trở lên à, có người mới có 30 mấy tuổi và cũng có người mới có 20 mấy tuổi đã bị ung thư vú rồi. Thành ra trong cái vấn đề, trong cái cộng đồng người Việt Nam mình, cho những cái phụ nữ Việt Nam mình, thì cái đó là trở thành một cái mà hiện thời bây giờ những nhà nghiên cứu đang cũng lo lắng về vấn đề đó. Dạ, xin bác sĩ cho biết là có bao nhiêu loại ung thư vú? Ung thư vú thì nói nôm na là thật sự ra là khoảng chừng 5 loại. Thì có phần lớn là 5 loại mà có hai loại, là có một cái loại là nó bắt đầu từ trong cái tuyến, cái đường dẫn sữa đó, ra tới cái đầu vú, thì đầu cái nấm vú thì đó là cái tuyến dẫn sữa, rồi có cái tuyến mà làm ra sữa cũng có thể trở thành là cái ung thư, ung thư của hay nằm trong cái đó. Sau đó cái ung thư mà vú nhưng mà nó nằm ở trên cái, nó ảnh hưởng về bên da bên ngoài, hay cái đó người Mỹ người ta gọi là inflammatory, thì cái đó là cái bệnh, một cái, những cái bệnh ung thư mà một khi mình đi bác sĩ hay y sĩ để mà họ khám ngực cho mình á, thì thông thường không có thấy bướu. Thì cái đó là một trong những cái loại ung thư mà nó có thể là khó trị, lan tràn cũng rất là mau. Sau đó là có những cái tuyến ung thư khác mà tùy theo, có thể quá trình ngày xưa mình đã bị ung thư rồi thì bây giờ có thể mình trở lại, mình ung thư như, trở lại như vậy. Thì nôm na là có chừng 4-5 loại như vậy. Nhưng mà cái loại như là cái tuyến sữa,
cái đường dẫn sữa là hai cái mà phần lớn là rất là thông thường hay xảy ra trong cho quý vị phụ nữ mà bị định bệnh là bị ung thư vú. Và cái bệnh ung thư vú này là không phải riêng về phụ nữ mà nam sao đôi khi cũng có phải không bác sĩ? Dạ vâng, đúng rồi, đúng rồi cô Thảo. Thì nam giới, phần lớn nam giới là bệnh này là bệnh cho mấy bà chứ không phải bệnh đàn ông thì là họ không phải lo. Mà thực sự ra, nói cho nôm ra là cũng có, đàn ông cũng có khoảng chừng 1%. Thí dụ trong mình có 100 cái vụ, cái case hay trường hợp có bị ung thư vú thì người nam có thể bị ung thư một phần. Thì cũng có, thành ra quý vị nam giới cũng nên để ý tới cái ngực của mình. Nếu mà khi mà mình có những cái bướu hay là nó thấy nó có vẻ sưng lên, nó không được bình thường thì cũng nên chú ý và đi khám coi thử như thế nào. Vì nhớ là Vi cũng có nhiều khi cũng có khám cho quý vị nam giới, cũng có khuyên là nên đi chụp hình gọi là nhũ tuyến hay là đi chụp hình mammogram. Thì họ nói tôi đâu có ngực đâu mà đi chụp mammogram. Nhưng mà thực sự ra với những cái sự văn minh bây giờ với là những cái kỹ thuật thì là cũng có thể chụp mammogram cho mấy quý vị. Chắc nam thì người ta có special machine ha bác sĩ ha. Dạ vâng, cũng cái máy đó thôi. Cũng cái máy thôi, nhưng mà có thể họ ép thêm một chút hay là có thể họ có những cái technique á. Nó có vẻ chuyên về cho nam giới thì nhưng mà cũng có thể chụp nhũ tuyến được. Dạ, xin bác sĩ cũng cho biết là các yếu tố nguy cơ của ung thư vú như thế nào bác sĩ? Những cái yếu tố mà có thể cho một người phụ nữ có thể bị nguy cơ về ung thư vú á, thì cái trước hết á, là tuổi, càng lớn tuổi thì lại càng nguy cơ hơn. Và thông thường họ nói là khoảng chừng 50 tuổi trở lên. Thông thường ta nói 50 tuổi trở lên là over the hill. Là nghĩa là mình bắt đầu xuống dốc rồi. Nhưng mà thực sự là trong cái vấn đề ung thư á, thì 50 tuổi trở lên là bắt đầu có nhiều nguy cơ. Sau đó là phụ nữ thông thường có rất là nhiều nguy cơ hơn là nam giới. Ngày xưa có cái tuổi của mình, cái chất kích thích tố, trong cái thời gian cái kích thích tố mà nó ở trong người mình có dài không, có nghĩa là mình có cho con thí dụ có con sau trước cái tuổi 35 hay trước tuổi 30, và khi mà mình hết kinh nguyệt á thì có thể là sau cái tuổi 50, 55 hay không, nghĩa là thời gian cái kích thích tố nó nhiều hơn, thì cái đó là nó có thể nó làm cho những cái tuyến trong cái bộ ngực của phụ nữ có thể nó bị dễ bị ung thư nhiều hơn. Nghĩa là tóm tắt lại là tuổi nè, nam giới nè, thời gian mà mình phải có cái kích thích tố trong người mình lâu hay không. Có nhiều người sau khi bị hồi xuân rồi đó thì có nhiều khi có những cái triệu chứng như là bắt đầu nóng bừng bừng, toát mồ hôi này, nhiều khi bác sĩ của họ cho họ uống cái chất kích thích tố là hormone, thì cái đó có thể nó ảnh hưởng cho cái vấn đề mà cái nguy cơ để ung thư vú có thể nhiều hơn trong những cái người phụ nữ như mà vậy. cái nguy cơ dẫn đến này có thể cũng có cách ăn uống đó phải không bác sĩ? Ăn uống và cái cách sinh hoạt hàng ngày của mình. Dạ vâng, cái ăn uống thì thông thường ngày xưa họ nghĩ là nếu mà mình ăn có nhiều chất béo, mình ăn rất nhiều chất béo thì cái đó nó có thể ảnh hưởng tới những cái chất kích thích tố, nó làm ra những cái chất kích thích tố trong người mình. Rồi sau đó có giống như phần lớn là thí dụ như chúng ta không có hoạt động, có thể là không có exercise hay là nhiều khi vấn đề ăn uống không được bình thường, và nhất là giấc ngủ không có được điều hòa. Với lại vấn đề như là bị áp lực hay là bị gọi là bị stress á, thì mấy cái đó nó có ảnh hưởng tới cái immunity hay là cái sức chống đỡ lại những cái bệnh của mình yếu đi, thì mình có thể có bị dễ bị hơn. Với lại cái thí dụ trong gia đình á, trong gia đình mình nếu mà trong có người những người mẹ hay là người chị hay là gọi là first degree relative, người mẹ hay người chị mà có quá trình về bị ung thư, nhất là cái ung thư mà dưới cái tuổi 50 á, thì là mình cũng thể có nhiều nguy cơ để mà có thể bị ung thư vú. Vậy còn những cái triệu chứng của khi mình làm sao biết được mình đang bị ung thư là có cái những cái triệu chứng thế nào á? Thì thông thường á, là có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy á, là những cái ung thư mà trên ngực á, thì phần lớn người phụ nữ
là cái người tìm ra cái những cái bướu đó. Thì nhiều khi có thể bắt đầu là nếu mà mình không có khám mực, tự khám mực, tự khám ngực của mình mỗi tháng á, thì đôi khi có thể mình tắm rồi cái tình cờ mình sau mình rờ vô cái ngực của mình thì mình thấy giống như ngực mình có cái bướu, có cái bướu. Nhiều khi có cái bướu mà quý vị đừng, xin đừng có lo sợ lắm, tại vì cái phần lớn những cái bướu đó là có thể nói là 80% những cái bướu đó là thông thường nôm na mình nói là bướu hiền đó, nhưng chứ không phải cái bướu nào cũng là cái bướu dữ hết. Thì thông thường là bắt đầu là cái bướu, rồi khi mà mình ngó trước cái đứng trước cái gương mình ngó cái ngực của mình thì có nhiều khi cái ngực mà nó có cái bướu rồi ấy, thì có thí dụ cái ngực có cái bướu thì cái ngực đó có nhiều khi nó ấy lên, nó cao lên một chút. Rồi nhiều khi mình ngó vào cái nấm đầu nấm vú thì nếu mà cái bướu mà ung thư á, nó nằm đằng sau cái nấm vú thì nó kéo cái nấm vú mình vào bên trong, thành ra cái nấm vú mình giống như là có một cái đồng tiền trong đó. Như cô Trish biết không, thí dụ như trên mặt mình á, mà nếu mà mình có đồng tiền á, thì nói ai đồng tiền là có duyên cái gì phải không, thì ai cũng thích có cái đồng tiền. Nhiều khi không có đồng tiền mình cũng đi làm cho có đồng tiền nữa. Nhưng mà cái đồng tiền đó mình nếu mà nó chẳng may nó nằm ở trên ngực của mình, đầu nấm vú hay trên một phần nào, một chỗ nào trên vú mình, thì mình phải để ý, tại vì những đồng tiền đó, những cái lỗ hủng đó có thể nó cho mình biết là bên trong có những cái bướu đang bắt đầu nảy nở mà nó kéo cái da, cái bắp thịt của cái ngực của mình vào, nó làm thành một cái đồng tiền trong đó, thì cái đó là mình phải để ý. Rồi sau đó nữa là có thể nhiều khi cái nấm vú mình bắt đầu có tiết ra chất nhờn, có nhiều khi cái chất nhờn có thể màu vàng, hay là nhiều khi đôi khi mình có thể thấy máu trong đó nữa. Thì nhiều khi mình ngó trước ngực, một Vi nói rồi là cái nhiều khi có cái ngực lên trên, có ngực xuống dưới, nó không đồng đều. Phần lớn là phụ nữ chúng ta nhiều khi có cái đôi nhũ hoa của mình đâu có khi nào mà nó đều với nhau được. Nhưng mà nếu mà nó không đều, bẩm sinh là như vậy rồi thì mình biết, rồi sau đó mình để ý, chẳng hạn như mà nó phát triển thêm nữa thì sự chênh lệch quá cao nhiều hơn thì mình nên đi khám bác sĩ. Nhiều khi cái da của mình nữa đó, cái da ngực của mình nó trở thành nó sần sùi. Như cô Trish biết không, thí dụ mình trái cam á, cái da cam á mình ngó lại gần thì nhiều khi nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ nó sần sùi lên. Rồi cái thí dụ như trong cái da của mình, cái đầu cái vú của mình có cái bướu trong đó, nó sợ làm cái da mình trông y như là cái da trái cam như vậy, thì có những cái sự thay đổi đó thì mình nên để ý. Đôi khi nếu mà những cái ung thư mà nó lan qua chỗ khác thì nhiều khi mình rờ trên đây nè, có những cái hạch nó chạy qua trả lời của bác sĩ. Thông thường nếu mà ung thư thì thông thường nó không có chạy. Nhưng mà có thể là mình thấy cái hạch trên đây, chứ thông thường mình không có thấy cái hạch trên này, nhưng mà nếu mà có ung thư mà nó chạy lên đó thì nó có giống như có cái bướu trên đó, nó bị nghẹt cái lại, nó giống như có một cái tuyến, giống như cái hạch đó, cái lim. Rồi nhiều khi dưới cái nách của mình á cũng có những cái hạch, thì thật sự bình thường cũng có hạch rồi. Nhưng mà nếu mà bị ung thư hay là bị infection gì đó thì cái hạch nó sẽ lớn hơn nữa đó. Thì nó cũng rất là nhiều triệu chứng, thì phần lớn nôm na đó là những cái triệu chứng mà nhiều khi nó không có đau, nếu mình có hạch mà nhiều không đau. Phần lớn phụ nữ chúng ta nhiều khi những cái tuổi mà còn trẻ đó thì nhiều khi cái kích thích tố nó phát triển nhiều, trước mấy ngày trước khi có kinh nhiều khi cái ngực mình nó sưng lên, nó bắt đầu đau đớn, rồi sau khi hết kinh rồi thì nó lại không sưng lên nữa, nó trở lại trạng thái bình thường rồi bớt đau, thì cái đó không, phần lớn là không phải là do ung thư mà ra. Phần lớn là tại vì chất kích thích tố nó làm ra. Thì nếu mà mình biết cái cơ thể mình thế nào, chu kỳ mình ra sao, thì mình có thể theo dõi và để ý, nếu có gì mà không có bình thường, có sự khác biệt thì mình nên để ý và đi khám. Dạ, theo như Thảo biết là một cái chứng bệnh nào cũng vậy, cũng như đặc biệt là chứng bệnh ung thư vú này, thì xin bác sĩ chia sẻ là bằng cách nào để mà mình điều trị? Về thưa quý vị khán giả với lại Trish với lại cô Amy đây, thì trị ung thư vú thì cũng rất là nhiều cách trị, mà phần lớn nó cùng tùy theo cái thời điểm, cái những cái tuyến mà cái tế bào ung thư nó đã đi ra những cái nơi khác hay không. Thì thông thường là tế bào nếu mà mình tìm kiếm sớm thì nó còn nằm một chỗ, còn nếu mà trong thời kỳ mà quá lâu hơn thì nó có thể chạy qua bên hạch,
những cái hạch đó nó chạy qua bên cái nách của mình, nhiều khi nó có thể chạy vào trong gan, không những vào gan nào, nó có thể nó chạy vào trong xương. Thì phần lớn có nhiều khi họ có nhiều quý vị phụ nữ không biết là mình bị ung thư vú, mà chỉ thấy tự nhiên sau thấy trong người mình đau đớn, xương tay chân nhức mỏi, đau lưng, nhiều khi cái tự nhiên cái bữa nào trật chân cái té xuống cái nó gãy dễ dàng, gãy tay gãy chân nó dễ dàng, cái họ mới đi chụp hình. Đi chụp hình thì những cái chỗ mà bị gãy đó thì không phải là những gãy vì bình thường, mà gãy tại vì những cái tế bào ung thư nó đã lan vào trong đó, nó làm cho cái xương của mình nó mềm hơn, nó dễ bị gãy hơn. Thì nó tùy theo nếu mà những cái tế bào đó đã đi ung thư đã đi vào những nơi khác thì cái cách chữa trị có thể nó khác hơn. Nếu mà mình tìm kiếm sớm thì cái cách chữa trị nó rất là có hiệu quả, và phần lớn là người bệnh nhân có thể sống qua khỏi 5 năm, có thể nhiều khi 10 năm, 20 năm một cách rất là dễ dàng. Thì cái cách mà có thể trị bệnh ung thư tốt nhất trong thời gian sớm là phẫu, giải phẫu, có thể là mổ, có thể mổ lấy cái tuyến cái ung thư đi, hay là có thể mổ một cái phần ngực của mình đi, thì tùy theo những cái tế bào ung thư nó đi tới nơi nào rồi có thể là vừa mổ sau đó có thể xạ trị, hay xạ trị có nghĩa là dùng những cái tia quang tuyến mạnh á, họ trị vào những cái chỗ mà có bị ung thư, đó gọi là xạ trị, hay là cái uống thuốc hóa chất hay gọi là chemo hóa trị, rồi nhiều khi họ có thể dùng cả giải phẫu nè, hóa trị, xạ trị, gọi là combination, hay là cả hai ba loại như vậy với nhau. Với lại hiện thời bây giờ có nhiều cách chữa trị ung thư mới, họ có thường dùng những cái gene, họ có dùng những gọi là immunotherapy, là dùng cái sức đề kháng ở trong người để mà chống lại những cái tế bào ung thư. Thành ra là có nhiều cách rất là chữa trị, có rất là hứa hẹn cho cái vấn đề trị ung thư vú. Mà cái khi hay là cái quan điểm hay là cái điểm mà hay nhất á, là phải tìm kiếm sớm, ngăn ngừa. Nhiều khi ung thư có thể mình không ngăn ngừa được, nhưng mà mình tìm kiếm sớm. Dạ. Mình tìm kiếm sớm thì mình khi mà tìm kiếm sớm được á, thì cái sự sống á, của người bệnh nhân đó, người phụ nữ đó rất là cao. Như vậy bác sĩ, mình tìm kiếm sớm là bằng cách là thay nghĩ là mình phải đi check up hàng năm phải không bác sĩ? Thì check up hàng năm, mà check up hàng năm thì giống như là mình khám tổng quát, coi trong người mình những vấn đề khác như là cao máu, tiểu đường, mỡ, xương, thận đồ, những cái đó như thế nào. Nhưng mà cho riêng về phụ nữ mà chuyên môn về, nếu mà mình chỉ hướng về vấn đề tìm kiếm cái ung thư vú thì hiện thời cái Hội Ung thư Hoa Kỳ họ có khuyên là phụ nữ bắt đầu từ 40 tuổi trở lên thì nên đi, không những đi khám mà nên chụp hình mammogram hay là chụp hình cái nhũ hoa của mình mỗi năm. Từ 35 tuổi cho tới 40 là có thể mình chụp một cái mammogram nhũ hoa để gọi là baseline, để coi thử lưu giữ để sau này mình có cái gì mình so sánh lại với nhau. Nhưng mà thông thường bây giờ họ đang khuyên là 40 tuổi trở lên là nên đi chụp hình mammogram và nên đi bác sĩ, y sĩ để mà khám ngực của mình mỗi năm như thế nào. Còn những quý vị nào mà sớm hơn nữa đó, hay là gọi là trẻ hơn nữa, thì có thể là từ 20 cho tới 35 thì có thể nên đi bác sĩ để mỗi năm họ khám, có thể là 1-2 năm thì đi khám ngực của mình như một lần. Rồi có thể là mình nhiều khi mình cũng có thể tự khám ngực của mình, nhưng mà tự khám ngực của mình nó cũng có thể có nhiều vấn đề, nhiều khi mình thấy có một cái bướu nhỏ nhỏ mình lại lo, thành ra nên đi gặp bác sĩ trước để họ chỉ mình cách khám, rồi sau đó mình biết cái cơ thể mình như thế nào, rồi sau đó mình có thể mình khám hàng tháng để có cái gì thay đổi là mình có thể mình tìm kiếm được. Dạ, cảm ơn bác sĩ, thì cái lời khuyên của bác sĩ rất là hay. Thì một lần nữa cũng khuyên quý đồng hương cũng như là Amy và Thảo cũng vậy, mình phải nên tìm kiếm sớm còn hơn là bị mà tới cái giai đoạn cuối cùng rồi là mình không còn chữa trị được nữa. Thì rất là nguy hiểm á bác sĩ.
vì thấy cũng có nhiều người bạn tìm kiếm sớm á, họ nay là 20-30 năm rồi không sao hết, thành ra cũng có những cái kết quả rất là tốt. Nhưng tiện đây mình nói về cái vụ Vana, cái sự hội chợ sức khỏe mình sẽ có sắp tới tháng 10 này ở nhà máy đó. Cái hội sức khỏe của mình hàng năm thì năm nay là ngày là tháng 10 đó Ami, 15 tháng 10 từ 9 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều, cũng ở địa điểm nhà thương Memorial Herman Southwest. Thì cái chỗ này không phải nằm trong nhà thương mà nằm trong cái professional, trong cái hai cái tòa nhà kế bên. Thì cái địa điểm này là hàng năm nào mình cũng làm chỗ đó, ở đó hết. Thì năm nay khoảng là năm thứ 5 mình làm ở chỗ đó, tại vì nó rất là rộng rãi và là tiện nghi, đậu xe cũng miễn phí cho đồng bào của mình nữa. Thì là gần tới ngày đó là mình sẽ thông cáo trên đài nữa, phải không cô Amy? Thì cũng nhân dịp đó này nhờ quý vị đồng hương ghi vào trong cái lịch trình của mình đi, rồi có thể là ngày hôm đó mời quý vị đến để mà trước là khám sức khỏe của mình, sau đó là ủng hộ ban tổ chức để chúng tôi lên tinh thần thêm một chút nữa. Thảo xin cảm ơn Dr. Vi Hồ, cảm ơn Amy đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa Thảo xin cảm ơn tất cả quý vị đồng hương theo dõi chương trình Lối Sống Lành Mạnh của BBSS hàng tháng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.